Chiều nay 17 tháng 10, Ban chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng đã tổ chức hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các dự án lưới điện trên địa bàn cả nước. Trong đó có dự án đường dây 220 kV Nậm Sum - Nông Cống đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành địa phương liên quan. Dự án đường dây 220 kV Nậm Sum - Nông Cống đi qua 3 huyện của tỉnh Thanh Hóa gồm Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống với chiều dài hơn 52 km, bao gồm 125 vị trí móng cột và 47 khoảng néo hành lang tuyến. Hiện nay, đoạn tuyến từ vị trí 196-206 qua trại giam Thanh Lâm, huyện Như Thanh đã hoàn thành đúc móng, dựng cột, nhưng chưa thi công kéo dây do vướng thủ tục bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất. Ngoài ra, vẫn còn một số vị trí chưa chặt hạ cây cối, phát quang hành lang để tiến hành kéo dây. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm khẳng định sẽ chỉ đạo ba địa phương của tỉnh Thanh Hóa có đường dây đi qua gồm Nông Cống, Như Thanh, Như Xuân phối hợp với Ban quản lý dự án điện miền Bắc tổ chức lực lượng giải quyết toàn bộ những vướng mắc liên quan đến mặt bằng tại 34 khoảng néo trong vòng 7 ngày tới. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương có ý kiến với Bộ Công an, chỉ đạo Cục quản lý xây dựng và doanh trại có ý kiến với trại giam Thanh Lâm, tạo điều kiện cho Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc được thực hiện công tác kéo dây cột từ vị trí 196 đến vị trí 206 để đảm bảo tiến độ dự án. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, đối với vướng mắc về mặt bằng tại trại giam Thanh Lâm, Bộ Công Thương sẽ có ý kiến với Bộ Công an để chỉ đạo tháo gỡ ngay trong tuần này. Đồng thời giao tỉnh Thanh Hóa sớm tổ chức giải tỏa hành lang tuyến, đảm bảo an ninh trật tự cho công tác kéo dây và chuẩn bị các điều kiện để dự án đường dây 220 kV Nậm Sum - Nông Cống đi vào vận hành.